những ủy viên Bộ Chính trị chống lưng cho công ty cây xanh Công Minh và bệnh viện tâm thần có thể bị Tô Đại vạch trần. Sau hội nghị Trung ương lần thứ 9 từ ngày 16 đến 18 tháng 5, trước sự yếu thế của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lúc đó, một số người cho rằng Bộ Công an sẽ phải xếp lại một vụ án khủng trong các vụ như Phúc Sơn, Thuận An hay IC, đó là đại án công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh. Tờ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 6 loan tin, Bộ Công an tiếp tục đề nghị Đồng Nai cung cấp hồ sơ liên quan đến công ty Công Minh. Bản tin cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn cây xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố theo quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 8 tháng 5. Theo đó, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục có văn bản gửi các tỉnh như Đồng Nai, Phú Yên đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến các dự án của công ty cây xanh Công Minh. Ngoài ra, có vụ án liên quan đến Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 và Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa. Tại đây đã có hàng loạt các cán bộ lãnh đạo bị bắt giam do nhận hối lộ. Cơ quan an ninh điều tra của Công an thành phố Hà Nội và Bộ Công an đã phát hiện khoa điều trị bắt buộc Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 thuộc Bộ Y tế cũng như Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa đã lập hồ sơ giả để hóa cho một số quan tham nhũng giả bị bệnh tâm thần để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Đáng chú ý, hai vụ việc, một xảy ra ở miền Bắc và một ở miền Nam, được phát hiện và xử lý cùng một thời điểm. Theo một số ý kiến, điều này cho thấy cả hai vụ công ty cây xanh Công Minh và bệnh viện tâm thần không chỉ là tham nhũng đưa nhận hối lộ thông thường mà có thể liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia. Theo đó, hai bệnh viện tâm thần kể trên đều thuộc sự quản lý của Bộ Y tế, đều có thẩm quyền thực hiện giám định pháp y tâm thần cho các bị can theo các quy định của pháp luật nhằm phục vụ cho việc điều tra các vụ án. Do vậy, việc Bộ Công an đồng loạt bắt giam hàng loạt các lãnh đạo, bác sĩ, nhân viên của hai bệnh viện tâm thần kể trên nhằm mục đích kiểm tra, rà soát các giấy chứng nhận tâm thần sai đã giúp cho nhiều quan chức và doanh nhân khởi tố, bắt giam trong các vụ án lớn đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở thành tâm thần. Các giấy chứng nhận tâm thần bị cấp sai này trở thành lá bùa hộ mệnh giúp cho quan tham miễn hình phạt bị tù. Đây là một vấn đề đã xảy ra từ lâu và dư luận đã râm ran từ hàng chục năm nay. Trở lại vụ án cây xanh Công Minh, diễn biến mới này cho thấy Công an với sự lãnh đạo của tân Bộ trưởng Lương Tam Quang vẫn tiếp tục điều tra vụ đại án này không hề có dấu hiệu thỏa hiệp như những tin đồn trước đây. Được biết, công ty Công Minh hiện đang bị điều tra về những sai phạm trong các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị tại một loạt các tỉnh, thành phố trên cả nước. Theo số liệu của truyền thông nhà nước cung cấp, công ty Công Minh tham gia 228 gói thầu tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước với tỷ lệ trúng thầu cao là 172 trên tổng số 209 gói thầu, tức là tương đương 82%. Ngoài ra, công ty Công Minh tham gia thầu và trúng thầu tại 30 trên tổng số 63 tỉnh thành trên cả nước, tương đương với 50%. Chỉ với hai trong số này, tỷ lệ trúng thầu và số lượng các tỉnh thành hợp sức để công ty Công Minh trúng thầu, đủ thấy phía sau phải có một đại nhân vật quyền lực rất lớn, tối thiểu ủy viên Bộ Chính trị chống lưng. Một số ý kiến cho rằng hành động này của Bộ Công an dưới sự chỉ đạo của ông Chủ tịch Tô Lâm với mục đích đứng nhóm lợi ích quyền tiền của Tổng Trọng và phe Nghệ Tĩnh. Tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Ông Quang từng là thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an và sẽ trực tiếp chỉ đạo hai đại án vừa kể trên. Đồng thời cũng theo một số ý kiến kể trên, những ủy viên Bộ Chính trị nào đứng sau và chống lưng cho hai đại án này có thể sẽ bị vạch trần và công bố danh tính trước Hội nghị Trung ương 10 vào đầu tháng 10 năm 2024 tới đây. Như vậy, với hai nhân vật cộm cán của phe Nghệ Tĩnh là Phan Đình Trạc và Trần Cẩm Tú gần như chắc chắn sẽ ra đi vì số ủy viên Bộ Chính trị tiếp tục rơi rụng trước Hội nghị Trung ương 10 có thể sẽ không dưới con số 2 vị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin những ủy viên Bộ Chính trị chống lưng cho công ty cây xanh Công Minh và bệnh viện tâm thần có thể bị Tô Đại trần. Nóng, Thái Lan bắt giữ nhà hoạt động người thượng Y Quynh Bắc theo yêu cầu của Việt Nam. Người tị nạn thượng tại Thái Lan đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm, đặc biệt là những người có tên trong danh sách truy nã của Công an Việt Nam. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA vào ngày 25 tháng 6 đưa tin Thái Lan xác nhận bắt giữ Y Quynh Bắc theo yêu cầu của Việt Nam. Bản tin cho biết, một tòa án Thái Lan đã ban hành lệnh bắt giữ ông Y Quynh Bắc theo yêu cầu dẫn độ chính quyền Việt Nam
dựa trên phán quyết của Tòa án Việt Nam rằng ông Bắp phạm tội khủng bố. Được biết, ông Y Quynh Bắp đã bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ hôm 11 tháng 6 với cáo buộc lưu trú quá hạn. Theo đó, ông Y Quynh Bắp, 32 tuổi, thành viên sáng lập của Tổ chức Người Thượng Vì Công Lý, một tổ chức chuyên đấu tranh cho nhân quyền và quyền tự do tôn giáo của các dân tộc bản địa ở Tây Nguyên. Ông đã bị chính quyền Việt Nam đàn áp sau các hoạt động nhằm cổ vũ nhân quyền và tự do tôn giáo của người thượng ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam năm 2018. Ông đưa gia đình sang tị nạn tại Thái Lan và đã được Văn phòng Cao ủy về Người tị nạn của Liên Hợp Quốc quy chế tị nạn chờ đi định cư ở quốc gia thứ ba. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên tiếng bày tỏ quan ngại việc chính quyền Thái Lan bắt giữ và truy sát ông Y Quynh Bắp về nước, đồng thời lo ngại ông sẽ phải chịu án tù lên đến 10 năm với tội danh khủng bố liên quan đến vụ tấn công vào hai trụ sở của chính quyền địa phương ở tỉnh Đắk Lắk vào hồi tháng 6 năm 2023. Nhưng ông Y Quynh Bắp cũng bác bỏ tất cả các cáo buộc với ông trong vụ án vừa kể trên. Tướng cảnh sát Thái Lan, cố vấn cho phó cảnh trưởng Thái Lan cho biết vụ việc của ông Y Quynh Bắp được Tòa án Hình sự Thái Lan lên lịch và dự kiến đưa ra xét xử vào ngày 15 tháng 7 tới đây. Đại tiếng nói Hoa Kỳ VOA cho biết họ đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam tại Hà Nội và đề nghị cho ý kiến về xác nhận trên của nhà chức trách Thái Lan, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Được biết, vụ bắt giữ này đã gây chấn động cộng đồng người Việt Nam tị nạn tại Thái Lan, đặc biệt là cộng đồng của người Tây Nguyên đang tị nạn tại nước này. Họ đã kêu gọi các tổ chức nhân quyền và truyền thông quốc tế lên tiếng kêu gọi Thái Lan không cưỡng ép ông Y Quynh Bắp hồi hương vì lo ngại an toàn của ông. Theo ông Y Pithok, đồng sáng lập viên của nhóm người thượng công lý đã đưa ra tuyên bố như sau: chúng tôi kêu gọi Việt Nam và Thái Lan cân nhắc kỹ lưỡng, tôn trọng nhân quyền. Việc cáo buộc ông Y Quynh Bắp cư trú bất hợp pháp là điều không công bằng khi ông có lý do chính đáng để xin nạn. Ông Y Pithok cho rằng nếu bị ép buộc trở về Việt Nam sẽ là một điều cực kỳ nguy hiểm sinh mạng của ông Y Quynh Bắp. Đại sứ Hoa Kỳ cho biết giám đốc châu Á của theo dõi nhân quyền quốc tế bà Eli viết trên trang tweet và mạng xã hội trước đây là bây giờ ngày 23 tháng 6 khẳng định rằng tổ chức nhân quyền quốc tế sẽ quan tâm về sự an toàn của ông Y Quynh Bắp và về khả năng ông được xét xử công bằng tại Việt Nam. Nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đã đồng loạt bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc chính quyền Thái Lan bắt giữ ông Y Quynh Bắp, đồng thời cũng kêu gọi trả lại tự do cho ông này ngay lập tức và vô điều kiện, và dứt khoát không được dẫn độ ông về Việt Nam. Theo Đại diện Hoa Kỳ, Thái Lan và Việt Nam, trong quá trình đàm phán về một hiệp dẫn độ chính thức trong vài tháng tới đây, Thái Lan từ lâu đã không an toàn cho người tị nạn chính trị đến từ Việt Nam, với hàng loạt bắt cóc đình đám của công an cộng sản, như vụ bắt cóc nhà báo Trương Duy Nhất vào năm 2019 và vụ bắt cóc docker Thái Văn Đường vào ngày 13 tháng 4 năm 2023, là những ví dụ điển hình bị giới bảo vệ nhân quyền cực lực phản đối. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin nóng Thái Lan bắt giữ nhà hoạt động người thượng Y Quynh Bắp theo yêu cầu của chính quyền Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.